Hello, 500 anh em nó quay trở lại với channel của mình. Mình là Stormy của mình ha. Và hôm nay thì mình mới có được con game mới nè các bạn. À, đây là con game mới của mình nè. Đây là con Momi nè. Ồ, rất là đẹp ha các bạn ha. Này mình cho em ấy mặc áo màu tím. Đấy, tóc cũng màu tím luôn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái buổi đi xem triển lãm xe ha các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ đi bằng cái con siêu mô tô BMW S1000RR hả các bạn. À, đây là con siêu mô tô mình mới mod vào nè. Hôm nay thì mình sẽ dùng con siêu mô tô này để mình dẫn con ghế mới của mình đi coi triển lãm xe ha các bạn ha. Thì mình sẽ review sơ qua với con BMW này cho các bạn xem. Đây là con BMW tiền tỷ ha các bạn ha. Và đây là được độ lên rất là ngầu luôn. Đó, con BMW này không phải là BMW zin nữa các bạn ha. Con BMW này đã được độ lên thành nguyên mũi xe rất là chất chơi. Đó, từ bô Camovic nè, rồi tới thắng đĩa, tới niền, tới ốc yết đồ các thứ, nói chung là đã được độ lên rồi các bạn ơi. Nhìn rất là đẹp luôn. Đó, đã được độ lên hết rồi. Đó. Đèn, kể cả đèn cũng đổi luôn rồi các bạn. Đó, không còn đèn zin nữa mà nó trên đèn led. Đấy, các bạn thấy hai cái bóng nhỏ mà nó gắn ở trong không đó, đèn led ha các bạn ha. Và các thứ rồi chắn gió đồ này nọ được cùm rồi. Đó, đồ gác chân được đổi lên rất là đẹp luôn. Ở sau đây có dán thêm một cái tem KKN nữa các bạn. Đó, sơn là sơn đi đi màu vàng luôn ha. Đó, rất là đẹp luôn ha. Thì hôm nay mình sẽ lấy cái con BMW siêu xe này. Đó, BMW S1000RR để mình chở con ghế mới của mình, đây con Momi của mình đi coi triển lãm xe ha các bạn ha. Ok, bây giờ thì để mình cho lên xe cái đã các bạn ha. Lên xe nè em. Ok. Enter vehicle. Rồi lên xe em ơi. Lên xe, ok. Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu qua triển lãm xe ha anh em ha. Để mình check bon cái đó. Đây, đây là cái chỗ triển lãm xe. Mình với con ghệ mình sẽ đi qua đó. Ồ, lên xe nè em yêu. Lên xe, anh mới chở em đi coi triển lãm xe được chứ. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình qua chỗ triển lãm xe ha các bạn ha. Đây con BMW này chạy rất là đã luôn đó các bạn. Đó, nghe tiếng bô nó cũng đã nữa. Thì đây là mình sẽ cho các bạn xem ở bên trong, xem cái góc nhìn thứ nhất nè. Đó. Thì ở bên trong cái đồng hồ này nó toàn điện tử thôi các bạn ha, nhưng mà nó không có hoạt động. Đó. Bên trong cái mặt đồng hồ này thì nó không có hoạt động thôi các bạn ha. Nhưng mà mình thấy cũng rất là đẹp rồi. Đây, từ ghi đông cho tới bình dầu, từ cái nút bấm đều đã được đổ hết rồi ha. Rất là đẹp luôn. Đây là góc nhìn thứ nhất. Nhưng mà do là cái chắn gió của chiếc BMW này các bạn nó hơi cao, cho nên là mình chạy nó rất là khuất tầm nhìn. Cho nên là mình sẽ chuyển qua góc nhìn này mình chạy. Ok. Ghệ mình bóc vải luôn các bạn. Từ từ len lỏi qua dòng xe để mình tới triển lãm à. Đây, con ghệ mà nó ngồi sao bóc phải luôn, trời ơi, mong kìa. Quẹo nè, ok, quẹo lộn đường rồi các bạn ơi. Let's go, go, go. Do là cái chuyện làm xe hôm nay nó mở ở bên một cái chỗ đường phải gọi là ở ngoài quốc lộ á các bạn, cho nên là mình phải đi cái đường này đi ra đó. Bây giờ ở ngoài quốc lộ thì nó mới có cái đường vắng đó, nó mới có đường vắng, có như khoảng trống này nó mới có thể mở được á các bạn. Xem xíu nữa mình lo nói chuyện, mà xem xíu nữa mình đụng vô cái kia rồi. Đấy, chiếc BMW 1000 chạy rất là đẹp luôn ha các bạn. Các bạn thấy bô Acabovic mà bô con sâu mà nó đổ lên không các bạn? Rất là đẹp luôn. Đó. Siêu xe mà các bạn.
Xe này cũng được có thể gọi là đắt nhất nhì thế giới đó các bạn. Đó, rất là đẹp. Ok, sắp tới triển lãm xe rồi ha các bạn ha. Ok, và đây là triển lãm xe nè. What the fuck, mấy bảo vệ đứng ngoài nhìn hung dữ vãi các bạn. Ok, xuống xe đi em. Ê, xin lỗi nha, không cố ý nha. Nhìn nó cầm mấy cái súng ghê quá các bạn. Ok, đi vô đây với anh nè em. Mấy anh này nhìn dữ tợn quá các bạn ơi, cầm súng đứng ngoài nữa kìa. Rất là ok ha. Bây giờ mình sẽ đi vô triển lãm xe nè em. Wow, quá trời xe đẹp luôn các bạn ơi. Trời ơi, nhìn con hả, Audi này kìa. What the fuck, đẹp vậy. Ở xe này đúng chuẩn là xe đua trong trường đua luôn các bạn. Wow, còn bên đây nữa nè. Còn bên đây là con Ferrari nè các bạn. Đó, quá trời đẹp luôn. Mấy anh này đứng thẳng thì chụp hình thẳng thì lấy điện thoại ra để selfie nè các bạn. Đó. Ai, con này cũng đẹp nữa nè. Quá trời xe đẹp luôn ha các bạn ha. Ôi xin lỗi nha. Không có. Còn cái con xe này là cái con xe mà nó mod animal á các bạn, nó mod Momizo á. Đó, con này con Benny. Đó, mod trong cái xưởng xe Benny nè, đó rất là đẹp ha các bạn ha. Đấy, màu sắc rất là đẹp. Đây, con này cũng đẹp quá nè. Nói chung là trong đây con nào cũng đẹp hết các bạn ơi. Tại vì ở trong cái triển lãm xe này thì chỉ có xe đẹp mới được đem vô đây thôi các bạn. Còn xe xấu thì ở đâu cho đem vô đâu. Đó, đây là con Toronto nè các bạn. Đó, đây là con Toronto ha. Đây là con Toronto trong năm online á. Ôi, màu bạc đẹp quái luôn các bạn. Mấy xe nằm trên container là mấy chiếc xe nó mới đem lại, nó chưa có đem xuống, chưa đủ chỗ đem xuống đó các bạn. Đó, con này cũng đẹp đó nè, con này là con Hayes nè. Đây, rất là nhiều xe đẹp. Đây, con vợ của mình đứng đấy nè, what the fuck. Chết cha tôi rồi, nhưng mà không sao các bạn ơi. Do là mình ăn mặc xã hội đen quá cho nên là mình nghĩ là chắc nó không có nhận ra mình đâu. Cái con xe này mình nghĩ là cái con xe mà có thể gọi là nhanh nhất trong GTA luôn rồi các bạn. Đó, con xe này chạy rất là nhanh ha, độ lên chạy rất là nhanh luôn. Con này là con FX nè các bạn. Đó, được độ màu đỏ rất là đẹp. Wow, bên đây còn con đẹp không kém nữa các bạn, con Furaku nè. Đó, con này chạy cũng rất là ác nha các bạn ha. Wow, thằng nào siêu xe không ấy. Em thích con nào mình mua cho em hả, một chiếc, anh tặng cho em chiếc nha. What the fuck, thằng nào xe đẹp không nè các bạn. Ôi, mấy mẹ chụp hình hả, nhiều vãi. Toàn là chụp hình mấy xe đẹp thôi các bạn. Đó, đây là nguyên một cái buổi triển lãm xe ha. Bên kia còn xe đó kìa. Bên kia còn xe quá trời đó kìa. Ok, mình đi qua bển mình coi thử nha em yêu. Đi với anh nè. Ok, đi với anh nha. Vãi, con Kuruma nè các bạn. Wow, ở đây cũng quá trời xe đẹp luôn. Đây còn hai con xe này nằm ở trên container là chưa được đem xuống rồi các bạn. Thấy con này cũng đẹp vãi luôn ha. Nhưng mà cái bãi ở đằng sau này là cái bãi mà để nó chứa xe các bạn. Cho nên là cái bãi này nó sẽ không có dạng như có người lại ha. Có người lại để chụp hình đồ này nọ. Cái bãi này là bãi chứa xe mà cũng rất là nhiều xe đạp luôn. Cái bãi này là bãi chứa xe nhưng mà cũng rất là nhiều xe đẹp luôn ha các bạn ha. Đó, con này cũng hả rất là đẹp luôn nè. Mấy con này màu đỏ nhìn đẹp vãi luôn các bạn. Ở đây có hai bảo vệ đứng đó nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ trở lại qua bên kia ha. Đi em yêu ơi, đi với anh nè. Bây giờ thì mình thấy mấy con xe đẹp quá, mình có định muốn ăn cắp đó các bạn. À, này là cái buổi triển lãm xe này có rất nhiều bảo vệ, nhưng mà hôm nay thì có rất nhiều bảo vệ. Hôm nay thì mình tính ăn cắp xe các bạn. Đấy, mình thấy con xe Furuku đẹp quá trời luôn. Thì hôm nay mình sẽ âm mưu cướp con xe này ha. Cướp con này hay là cướp con nào đây các bạn? Ồ, mình thấy cái con độ animal, độ hoạt hình này cũng đẹp quá. Ok, này thì mình sẽ vô mình cướp con xe này ha. Nhưng mà do là nó chật quá, không lấy được. Thì mình sẽ lấy cái con kia. Ok, mình hy vọng là kế hoạch của mình hôm nay sẽ suôn sẻ các bạn ơi. Ok, này thì mình sẽ lấy con này ha. Ok, được, vô được rồi ha các bạn ha. Do này là xe này là xe ở bên triển lãm cho mình, cho nên là con gợi của mình nó vô xe không được đó các bạn. Cho nên là hôm nay thì mình sẽ lấy solo. Đó, sẽ lấy ở đây. What the fuck, nó bắn mình kìa. Lấy rồi các bạn ơi, hên quá, nó bắn bể xe mình rồi. Bắn bể xe mình rồi, sẽ làm xe mình lãng quá. Tạm biệt mấy anh bảo vệ nha.
Oh shit. Oh, con xe đẹp vãi luôn các bạn ơi. Ôi con nó chạy kìa. Oh, đẹp quá trời luôn, nhìn trong xe đẹp quá trời luôn. Xe này đúng chuẩn là xe đua luôn các bạn. Đó, xe này dành cho xe đua ha. Ok, thì hôm nay mình sẽ phá luôn cái buổi triển lãm xe của nó luôn các bạn ha. Mình ghét quá, bây giờ mình quay lại cái buổi triển lãm đó, bây giờ mình vô mình phá luôn mấy chiếc xe trong cái buổi triển lãm đó luôn. Hôm nay mình sẽ phá tanh bành cái buổi triển lãm nữa luôn. Đây, hai bảo vệ bắn mình thế nè. Bay rồi bắn tao hả? Trời, nó bắn mình rác quá các bạn ơi. Ở bắt đầu nó lấy xe nó chạy rồi kìa. Này thì bắn tao nè. Ok, bây giờ mình vô mình lấy mấy cái xe ở trong nó ra ha các bạn ha. Ừ, con xe này cũng đẹp nè. Wow. Con này là con T20 ha các bạn ha. Wow, chạy đã quá luôn các bạn. Do nó bắn thủng lớp xe của mình rồi á. Mình chạy cho nó hơi bị nó hơi bị đảo chút xíu các bạn. Nhưng mà không sao. Mấy con xe này con nào cũng đẹp, con nào chạy cũng đã nè. Đừng có bay chết bà tao bay luôn. Quái cái quân đội ra nó bắn mình nữa kìa. What the fuck. Mình sẽ lấy con khác ha. Wow, mấy con này con nào cũng được độ đè càng rồi đèn ra bóp xuống quả các bạn. Rồi con nó chạy kìa. Nhanh quả đái luôn. Mày vẫn mặc với anh hả? Nhưng mặc với anh đụng như tao bị chết. À, hôm nay mình sẽ giúp mình phá banh chành cái tụi chuyển lắm xe này luôn ha các bạn ha. Đây hồi nãy con xe này mình nói là chạy nhanh nhất trong GTA 5 online rồi các bạn. Con này chạy hơi bị ác á. Đụng luôn vợ mình luôn nè. Con này mình hả quậy hả tanh bành siêu xe trong đây luôn các bạn. Ôi vãi teo. Chạy lộn rồi các bạn ơi, chưa hết chạy lên núi rồi. Con chạy này, con này chạy phê lắm các bạn ơi. Nhưng mà do trong đó nó còn nhiều siêu xe lắm, cho nên là mình sẽ vô mình lấy tất hết mấy con siêu xe ở trong ha. Cái này bắn tao nè. Do là mình cứ chỉnh bức tử các bạn, cho nên là mình sẽ không quan tâm đến mấy này. Cho ô mày, tụi bay mấy viên đạn như tụi bay chơi nè. Thằng này nó ngu nữa. Cái này quân đội nè. Quải con Sorento này cũng đẹp lắm các bạn ơi. Mình sẽ lấy con Sorento này ha. Ôi sợ đâu phải vậy. Nè bắn nó đi. Tao lấy xe của tụi bay ra đây, tao phá banh chặn ra cái chỗ hả, chỉ bắn xe tụi bay luôn nè. Bắn này ở đâu ra đồng phải luôn các bạn. Ok, con này đẹp nè các bạn. Mình thấy con màu đỏ đẹp nè. Rồi. Con này là con Audi hết các bạn ha. Chính hiệu là xe đua luôn á. Ở đằng sau này cũng nhiều xe đẹp lắm. Quải con xe màu đỏ kia cũng đẹp mà các bạn. Này con xe màu đỏ này cũng đẹp mà. Con này là con Audi hết các bạn ha. Con này là con Audi được độ lên. Con này là con Audi được độ lên chứ không phải là con xe độ à. Quải mấy ngày đâu đông quải vậy. Nè, nó cầm barret nó bắn nó luôn rồi. Chết chưa? Ok, mình sẽ lên con này ha. Nó bắn bể lớp xe luôn rồi. Con này khôn quá các bạn, nó bắn bể lớp xe của mình để cho mình khỏi có thể tẩu thoát được ở đây á. Không có tẩu thoát ra được cái chỗ này á. Nè nè, bắn nó nè. Chỗ này không mặc đồ luôn các bạn. Thục vãi. Ok, bây giờ mình sẽ lên mình lấy cái con nằm ở trên container này ha. Đây, con này đẹp vãi luôn nè các bạn. Let's go nào anh em ơi. Ở con này chạy cũng nhanh lắm nha anh em. Wow. Đẹp vãi cứt luôn.
rồi nó chạy thì khỏi nói luôn rồi. Ok, và cái mục đích của mình hôm nay vẫn gợi mình ở đây coi triển lãm xe, với lại phá cái triển lãm xe này của nó coi như là thành công rồi các bạn ha. Đấy, xe của nó giờ mình đem mình để đầy đường nè, quá trời xe luôn. Đấy, và cái buổi video này của mình tới đây là kết thúc rồi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau, nhớ like và subscribe video giùm mình nha. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.